Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ HD. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Khi Hoa Huệ vạ mồm vạ miệng mùa dịch. Thêm 4.175 ca Covid-19 trong ngày 19 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh có 3.074 bệnh nhân. Cảnh giác chiêu trò kích động toàn dân xuống đường. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tín hiệu đáng mừng, chỉ 6 ca mắc Covid-19 trong khu công nghiệp sau 24 giờ. Tại sao Thành phố Hồ Chí Minh nói trang thiết bị y tế đầy đủ nhưng các bệnh viện xin khẩn máy thở? Người dân đổ xô mua máy tạo oxy. 3 triệu liều vaccine Moderna sẽ về Việt Nam trong tuần này. Sau đây kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin chi tiết. Khi Hoa Huệ vạ mồm vạ miệng mùa dịch. Kính thưa quý vị, khi mà các ca bệnh trên cả nước ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm Covid-19 là 5.887 ca, riêng Thành phố Hồ Chí Minh là 4.692 ca và đang nóng lên từng ngày, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh lây nhiễm phức tạp, số ca F0, F1 gia tăng, hệ thống y tế quá tải, thành phố kêu gọi người dân hãy chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, quy định chỉ thị 16, chia sẻ thông tin chính thống và đấu tranh với các thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận. Vậy mà hoa hậu siêu mẫu Lan Khuê lại là cái tên được ghi vào danh sách vạ mồm vạ miệng mùa dịch. Gây chú ý sau khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Cụ thể, Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014 viết: đợt giãn cách này toàn là người dân tự tìm cách cung ứng thực phẩm, hỗ trợ nhau, chứ chả thấy có sự hướng dẫn điều tiết nào nó cụ thể rõ ràng. Phát ngôn của người đẹp sinh năm 1992 lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thái độ không hài lòng trước quan điểm mà huấn luyện viên Surfei Việt Nam mùa đầu tiên đưa ra. Trước làn sóng chỉ trích của cư dân mạng, Lan Khuê đã xóa dòng trạng thái gây tranh cãi của mình. Sau đó, người đẹp đăng tải bài viết xin lỗi. Cô chia sẻ: chân thành xin lỗi mọi người, vì hôm nay Khuê nhận được nhiều tin tức buồn của những người quen nên đã có dòng trạng thái vừa qua. Khuê biết mọi lý do giải thích, dù như thế nào thì cũng không phù hợp với tình hình này. Đây là lỗi của Khuê, Khuê xin nhận. Không biết là từ khi ở nhà quá lâu, không được đi sâu nên Lan Khuê từ cuồng chân sang cuồng mồm. Dù ở nhà, Lan Khuê thở ra một câu vô cùng thiếu trách nhiệm trong tìm hiểu thông tin phản ánh nỗ lực của chính phủ đến chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, tạo thiết lập các luồng xanh vận tải và thiết lập hàng chục điểm bán bình ổn giá, kiểm tra các siêu thị tăng giá theo phản ánh. Giá bình ổn đến nỗi nhiều người còn phải chạy vào siêu thị mua đồ ra về hè bán kiếm lời nữa là. Vậy mà Lan Khuê phủ sạch trắng trợn những cố gắng công sức của hàng bao con người. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tranh cãi, thậm chí chỉ trích cho rằng Lan Khuê đưa ra phát ngôn thiếu chính xác và tiêu cực. Một tài khoản bình luận: thế nếu không có nhà nước thì mọi người nghĩ số ca nhiễm có dừng lại ở mức này hay không? Hay nó lên đến đâu rồi? Người xem khác lại bày tỏ: nhà nước đã đủ đau đầu với tình hình dịch bệnh hiện nay rồi. Người đi tình nguyện cũng đang cực khổ ngoài kia giúp đất nước. Chị đang ăn sung mặc sướng thì bớt nói lại đi. Làm người nổi tiếng có sức ảnh hưởng mà đi nói những lời thiếu suy nghĩ này hả chị? Một cư dân mạng thẳng thắn. Ngoài ra, nhiều người còn gay gắt chỉ trích người đẹp rằng Lan Khuê đang chứng minh một điều là chân dài, não ngắn. Một bộ phận cư dân mạng mang hình ảnh người đẹp sinh năm 1992 để so sánh một số hoa hậu, á hậu đang nỗ lực làm tình nguyện viên chống dịch. Trong khi hoa hậu người ta làm những điều tích cực thì chị hoa hậu này lại ở nhà lên án. Các chị bớt phát ngôn lại đi là thiên hạ thái bình hơn một chút. Không thấy công sức của nhà nước ngày đêm chống dịch hay sao mà nói kiểu đó, suy nghĩ dùm cái. Một ý kiến phản bác. Đáng lẽ ra, đúng vị trí của mình, Lan Khuê phải lan tỏa những điều tốt đẹp, chứ không phải phủ sạch trắng trơn. Nếu không làm được thì cứ ở yên là được. Cũng trong mùa dịch này, bỗng dưng lại thấy những thứ bình thường lại trở nên quý giá. Có những thứ bình thường hào nhoáng, hàng ngày tự dưng lại thấy nó bình thường, thậm chí tầm thường như sắc đẹp của Lan Khuê. Thêm 4.175 ca Covid-19 trong ngày 19 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh có 3.074 bệnh nhân. Kính thưa quý vị, các ca bệnh được Bộ Y tế công bố trong bản tin tối qua bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 1.539 ca, Bình Dương 288 ca, Đồng Nai 80 ca, Đồng Tháp 47 ca, Long An 37 ca, Khánh Hòa 34 ca, Hà Nội 32 ca, Bình Thuận 19 ca, Phú Yên 16 ca, Cần Thơ 15 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 11 ca, Quảng Nam 9 ca, Kiên Giang 8 ca, Bình Phước 6 ca, Hưng Yên 4 ca, Ninh Thuận 4 ca, Quảng Ngãi 3 ca, Trà Vinh 3 ca, Bình Định 2 ca, Đắk Nông 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Ninh Bình 1 ca và Bắc Ninh 1 ca. Trong đó, 1.990 ca bệnh được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa.
Như vậy, hôm nay cả nước ghi nhận tổng cộng 4.175 ca nhiễm, giảm 1.712 ca so với ngày hôm trước, tại 32 tỉnh thành. Trong đó, 3.678 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa, giảm 1.282 ca. 497 ca đang điều trị dịch tễ, giảm 430 ca so với hôm trước. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao nhất thứ hai kể từ đầu dịch là 3.074 ca, giảm 1.618 ca so với hôm trước. Hà Nội ghi nhận ngày có số ca cao nhất với 44 ca. Trong khi đó, có 380 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 11.047 ca. 80 ca được công bố tử vong đều mắc bệnh nền, phần lớn ở người cao tuổi. Số bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức tích cực ICU là 118 và 18 bệnh nhân đang điều trị ECMO. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 55.946 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước và 2.079 trường hợp nhập cảnh. Trong đó, riêng đợt dịch lần thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm là 54.376 người, có 8.273 bệnh nhân trong số đó đã được công bố khỏi bệnh. Các tỉnh, thành phố đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình và Bắc Cạn. Cũng trong ngày 19 tháng 7, 380 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 80 ca tử vong. Các trường hợp tử vong đều liên quan đến bệnh nền, phần lớn ở người cao tuổi. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành phố cũng liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang điều trị cho hơn 33.000 bệnh nhân, bao gồm cả những người có kết quả xét nghiệm RT-PCR. Trong đó, 362 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 trường hợp được can thiệp ECMO. Trong khi đó, chỉ trong 2 tuần, từ mùng 5 tháng 7 đến nay, Hà Nội cũng ghi nhận 200 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị y tế dự phòng yêu cầu tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ trong cộng đồng trên địa bàn thành phố. Cảnh giác chiêu trò kích động toàn dân xuống đường. Kính thưa quý vị, thêm một hành động bất nghĩa, bất nhân, phá vỡ đi sự bình yên của đất nước và nhân dân. Lần này người được xướng tên là Hoàng Dũng. Mới đây, đối tượng này đã cào bàn phím một bài viết với tựa đề "Toàn dân xuống đường" nhằm kích động người dân biểu tình ngay tại thời điểm cả nước nói chung và tình hình phía Nam nói riêng đang oằn mình chống dịch. Một bức ảnh người dân Cuba cao băng rôn xuống đường biểu tình được Hoàng Dũng lấy sang minh họa cho bài đăng nửa nạc nửa mỡ của mình. Đọc toàn bộ nội dung mà Hoàng Dũng đăng tải, chúng ta không thấy cái lý nào chấp nhận được. Tất cả những câu chữ mà Hoàng Dũng viết ra chỉ đều cố tình dẫn dụ, khắc sâu vào dân trí của người dân phải xuống đường biểu tình lật đổ chế độ. Ngày nay không có chiến tranh, cũng chẳng có bom đạn dội xuống đầu người dân Việt Nam. Kinh tế vẫn đang phát triển, vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng cao. Nhưng Hoàng Dũng lại lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp để nhào nặn ra những luận điệu kịch cỡm, thổi phồng dư luận, kích động người dân biểu tình, đi ngược lại với lợi ích chung của đất nước và toàn chính người dân. Trong khi đó, hệ thống chính trị nước ta, các lực lượng tuyến đầu từ trung ương đến địa phương vẫn đang kề vai sát cánh, chống dịch đẫm mồ hôi cùng người dân mỗi ngày. Họ đang vắt kiệt sức mình, hy sinh biết bao lợi ích, hạnh phúc cá nhân để bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân. Rồi khi chúng ta gặp khó khăn gặp khổ, thì cả nước cũng không ngồi yên để chúng ta một mình vùng vẫy. Bằng nhiều giải pháp, chúng ta vẫn đang thấy một Việt Nam ổn định, bình tĩnh, đoàn kết, kiên cường chống dịch, chứ không phải khó khăn đến mức cùng cực, không lối thoát đến độ phải biểu tình. Những kẻ mang tư tưởng chống phá chế độ như Hoàng Dũng lại cố tình lờ đi những điều đó, chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Vì mưu đồ cá nhân của mình, Hoàng Dũng sẵn sàng tung ra những thông tin, luận điệu xấu độc, đưa đất nước vào cảnh rối loạn, đẩy người dân vào nguy cơ kiệt quệ, nồi san nấu thịt, hỗn loạn đầy máu và nước mắt như đã xảy ra ở một số nước châu Âu. Hoàng Dũng viết rằng, muốn xây dựng một xã hội mới, hóa ra xã hội mà Hoàng Dũng muốn xây lại trả lại bằng máu, bằng mắt của người dân và mồ hôi công sức của bao tầng lớp thế hệ. Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở nhiều địa phương đang diễn biến nguy cấp. Người người nhà nhà hạn chế ra đường để tránh nguy cơ COVID-19 và lây lan dịch bệnh. Nhưng Hoàng Dũng lại kêu gọi toàn dân xuống đường, hòng biến đất nước trở thành Indonesia thứ hai, để rồi chính hắn sẽ ngồi hả hê nhìn người dân rơi vào cảnh lâm ly bi đát. Đây là hành động cực kỳ thâm độc, nguy hiểm, cần phải bị xử lý đích đáng. Bên cạnh đó, trước những luận điệu đục nước béo cò trong thời gian chống dịch COVID-19 căng thẳng, thì thái độ cần có ở mỗi người dân không phải là tỉnh táo, cảnh giác vạch trần, mà còn là tinh thần yêu nước, đoàn kết, vững tin và những quyết định chống dịch của đất nước mình. Bởi chỉ có tin tưởng, đoàn kết mới là thứ áo giáp vững chắc nhất, bảo vệ chúng ta thoát khỏi dịch bệnh bình an mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tín hiệu đáng mừng, chỉ 6 ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp sau 24 giờ.
Kính thưa quý vị, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 19 tháng 7, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang thực hiện giãn cách ly 2.140 ca tiếp xúc F1 tại nhà. Số lượng ca tiếp xúc F1 cách ly tại nhà phân bổ tại 8 quận huyện. Trong số các quận huyện và thành phố Thủ Đức, có 8 địa phương đã triển khai việc cách ly F1 tại nhà, 7 địa phương triển khai nhưng chưa báo cáo và 7 địa phương chưa thực hiện, ông Nguyễn Hồng Tâm thông tin. Đại diện cho biết tín hiệu đáng mừng liên quan đến dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh là 24 giờ qua chỉ có 6 ca mắc COVID-19 được phát hiện tại khu chế xuất, khu công nghiệp. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 173 doanh nghiệp có ca mắc COVID-19. Những ngày trước đó, tình hình dịch COVID-19 tại khu chế xuất, khu công nghiệp rất phức tạp. Chỉ cần một ca dương tính sẽ kéo theo hàng trăm ca khác, ông Tâm nói. Hiện 277 doanh nghiệp trên địa bàn đã được thẩm định đạt tiêu chuẩn, được cho phép áp dụng biện pháp vừa cách ly vừa sản xuất. Hơn 2.000 ca F1 đang được cách ly tại nhà. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng cao, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà và rút ngắn thời gian điều trị F0 tại bệnh viện. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều quan trọng nhất là việc cách ly, điều trị F1, F0 tại nhà là sự tự giác, ý thức của người dân. Lý giải về việc thí điểm điều trị tại nhà đối với F0 không triệu chứng là nhân viên y tế, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, lực lượng này am hiểu vấn đề phòng chống dịch COVID-19 và ý thức được vấn đề sức khỏe của mình. Ngoài ra, họ cũng sẽ được hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế trong vấn đề tự điều trị. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận, trong thời gian đầu áp dụng biện pháp F1 cách ly tại nhà, nhiều địa phương đã lúng túng trong thời gian mới đầu triển khai do chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề này đã được cải thiện sau một thời gian thực hiện. Tại sao Thành phố Hồ Chí Minh nói trang thiết bị đầy đủ nhưng các bệnh viện xin khẩn máy thở? Quý vị thân mến, tại cuộc họp, phóng viên đặt ra câu hỏi thời gian qua, số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, ngành y tế có đủ trang thiết bị y tế cho bệnh nhân trong thời điểm hiện tại hay không? Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện thành phố có khoảng 30.000 ca nhiễm, tiếp tục triển khai thêm các khu nhiều tiếp nhận điều trị F0, dự trù cho 60.000 ca nhiễm. Nhiều bệnh viện dã chiến trong thời gian qua xây dựng mới tại Bình Chánh. Bên cạnh đó, thành phố cũng có nhiều khu tái định cư rộng rãi để làm bệnh viện dã chiến. Do đó, năng lực tiếp nhận F0 hiện nay nằm trong khả năng của thành phố. Tuy nhiên, thành phố cũng có những giải pháp chuẩn bị cho các tình huống phức tạp sắp tới. Về trang thiết bị, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, thành phố cơ bản có đủ máy thở và thiết bị ECMO cho công tác điều trị. Hiện nay, ngành y tế cũng đang đầu tư nhiều trang thiết bị, nhiều doanh nghiệp cũng tài trợ cho công tác điều trị. Đối với máy thở giai đoạn hiện nay, thành phố ổn. Thiết bị ECMO tiếp tục được đầu tư mua mới cùng sự tài trợ của các doanh nghiệp nên cũng đủ, ông Nam nói. Trước câu trả lời của ông Nguyễn Hoài Nam, phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, nếu trang thiết bị y tế hiện nay cơ bản đáp ứng cho đủ công tác điều trị, thì tại sao nhiều bệnh viện dã chiến lại xin hỗ trợ trang thiết bị, máy thở? Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, thành phố cần có sự chuẩn bị trang thiết bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Ông Nam nói, không phải để lúc thiếu máy thì mới xin khẩn cấp. Ngành y tế đã trang bị cho các bệnh viện dã chiến các bình oxy, nếu bệnh nhân từ không triệu chứng chuyển sang có triệu chứng thì thở oxy và chuyển lên tuyến trên điều trị, ông Nam cho biết thêm. Do đó, bệnh viện dã chiến không phải nơi cần máy thở tập trung cho bệnh viện tuyến cuối để điều trị. Ngành y tế hiện đã trang bị 4 bình oxy cao áp với 12 tấn oxy trên một bình, để mỗi bệnh viện dã chiến có oxy đầy đủ. Ngành y tế cũng phân bổ 180 bình oxy về các quận huyện. Người dân đổ xô mua máy tạo oxy. Kính thưa quý vị, lo ngại tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy và việc thí điểm cách ly F0 ở nhà, nhiều người chủ động mua máy tạo oxy để đề phòng COVID-19. Trước thông tin Việt Nam bắt đầu thí điểm cách ly một số trường hợp F0 tại nhà, chị Kim Xuyến, 33 tuổi, trú tại phường 4, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương đặt đồ dùng chăm sóc y tế cần thiết cho gia đình. Sau một hồi lên danh sách, chị tình cờ nhìn thấy đoạn quảng cáo: "Hãy trang bị máy tạo oxy y tế để bảo vệ gia đình bạn và phòng chống COVID-19." Theo hướng dẫn, đây là thiết bị có khả năng tạo oxy tinh khiết với nồng độ trên 90%, oxy y tế, ngay sau khi loại bỏ chất độc hại từ không khí xung quanh. Máy tạo oxy thường sử dụng cho bệnh nhân bị đột quỵ, nằm liệt giường, suy tim, suy phổi. Đổ xô đi mua vì sợ COVID-19. Chị Xuyến cho biết thấy công dụng khá tốt nên tôi đặt gọi điện tham khảo. Tuy nhiên, hỏi năm đại lý thì cả năm thông báo hết hàng. Muốn mua phải đặt trước một ít nhất nửa tháng. Giá bán sẽ đắt hơn nếu khách không đặt cọc. Theo khảo sát của Dinh, máy tạo oxy đang là mặt hàng được nhiều người săn đón. Qua trao đổi, hầu hết đại lý lớn chuyển cung cấp máy tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đều báo cháy hàng, đặc biệt là những dòng phổ thông có dung tích từ 3 đến 5 lít một phút từ thương hiệu Uway, Philips. Một số cửa hàng hiện còn lác đác 1 đến 2 mẫu máy thuộc phân khúc cao cấp kén người mua. Tư vấn viên của một website chuyên cung cấp máy oxy nói: "Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên nhu cầu người dân tăng đột biến. Hàng bên em đã hết từ vài ngày trước, giờ không có mà bán.
Nếu muốn mua, khách phải để lại số điện thoại. Khi nào có hàng, bên em sẽ báo. Tương tự, trên một số sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, các gian hàng cung cấp thiết bị y tế online cũng đều báo hết hàng và chỉ nhận đặt trước thời hạn từ 10 đến 15 ngày. Ngô Hải, đại diện một công ty phân phối thiết bị y tế chi nhánh tại nhiều tỉnh thành cho biết, dòng máy tạo oxy cá nhân đang rất được ưa chuộng. Trước đây, mặt hàng này chỉ dành cho một số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến hô hấp nhưng không thể tới bệnh viện điều trị. Với diễn biến căng thẳng của COVID-19, người tiêu dùng bắt đầu đổ xô đi mua thiết bị với mục đích dự phòng trường hợp người thân mắc COVID-19. Anh Hải thông báo, nhu cầu người dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội gần như nhau. Giá máy tạo oxy không hề rẻ, dao động từ 7 đến 24 triệu đồng tùy mẫu mã, thương hiệu. Mặc dù vậy, số lượng đợt khách đặt mua hàng tại các chi nhánh vẫn đều đặn mỗi ngày. Hiện tại, máy tạo oxy đã cháy hàng. Không cần thiết. Trước tình trạng khan hiếm, anh Hải cho biết về đến tháng 8 công ty mới có hàng về. Tuy nhiên, số lượng rất hạn chế, khoảng hơn 100 máy. Nhà sản xuất đẩy giá lên cao, thậm chí còn giới hạn số lượng máy nhập về vì họ phải cung cấp cho một số nước như Ấn Độ hay Hàn Quốc. Tuy bán chạy nhưng không thể nhập nhiều do đợt này công ty cũng khó khăn. Anh nói, không chỉ chịu áp lực từ giá nhà sản xuất, COVID-19 khiến giá vận chuyển hàng hóa bị đội lên nhiều lần so với thông thường. Dự kiến giá máy tạo oxy đợt hàng tháng 8 công ty anh sẽ tăng từ 1 đến 2 triệu đồng. Dịch bệnh phức tạp khiến nhiều người dùng nảy sinh tâm lý lo lắng, rơi vào cảnh tình trạng sợ thiếu hụt oxy như các nước Ấn Độ, Indonesia. Tuy nhiên, anh Hải cho biết việc tạo máy oxy có tác dụng như thế nào trong quy trình điều trị COVID-19 tại nhà thì vẫn là câu hỏi cần được giải đáp. Anh Hải nói, đây là điều dễ hiểu, nhưng tình trạng khan hiếm hàng hóa sẽ khiến máy bị độn giá lên cao. Đến thời điểm đó, người thực sự cần thì lại không có, người có thì lại không dùng. Tôi hy vọng gia đình nào thực sự cần hãng mua, không nên để tình trạng thiếu thiết bị y tế diễn ra. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương khuyến cáo người dân không nên đặt một đổ xô đi mua máy tạo oxy. Phó giáo sư tiến sĩ Nhung nhận định, đây là việc không cần thiết. Cụ thể, người bệnh nhân mắc COVID-19 cần được điều trị chuyên biệt, không thể đơn thuần điều trị tại nhà với oxy y tế. 3 triệu liều vaccine Moderna sẽ về Việt Nam trong tuần này. Kính thưa quý vị, tối 19 tháng 7, giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, 3 triệu liều vaccine Moderna sẽ về trong tuần này. Đây là lô vaccine thứ hai do Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX. Trước đó, lô vaccine Moderna đầu tiên với hơn 2 triệu liều cũng đã về Việt Nam. Bộ Y tế cũng đàm phán và Pfizer đồng ý tăng số lượng vaccine cung ứng quý 3 cho Việt Nam từ 3 triệu liều lên khoảng 3,5 triệu liều và đồng ý bán thêm 20 triệu liều trong năm nay, tổng số là 51 triệu liều vaccine Pfizer. Như vậy, ngoài 105 triệu liều đã cam kết, đã ký hợp đồng, 70 triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ ký được. Theo dự kiến trong năm nay và đầu năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 175 triệu liều. Dự kiến trong quý 3, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 26 triệu liều vaccine. Quý 4 là 65,5 triệu liều về Việt Nam. Tổng cộng hai quý là khoảng 91,5 triệu liều, trong đó có khoảng 20 triệu liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em 18 tuổi. Đồng thời, Bộ Y tế liên tục đàm phán các đối tác và hiện đã có hai hợp đồng chuyển giao công nghệ với Nga và Mỹ, hỗ trợ các đơn vị sản xuất trong nước đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng và đảm bảo tuân thủ đúng quy trình. Về vaccine sản xuất trong nước, đến nay, Nanocovax của công ty Nanogen là vaccine COVID-19 đầu tiên và duy nhất của Việt Nam bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3. Nanogen đang triển khai giai đoạn 3B trên 12.000 tình nguyện viên, đã tiêm xong mũi 1 ngày 14 tháng 7, dự kiến hoàn tất mũi 2 trước ngày 15 tháng 8 để có dữ liệu báo cáo Bộ Y tế vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Vaccine Covivac của IFES cũng đã thử nghiệm xong giai đoạn 1, đang chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 2 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất của tin tức 24 giờ HD mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.